Chào các bạn, chúc một buổi sáng an lành. Hôm nay mình sẽ quay cái video này để mình giới thiệu với các bạn cái bông bông hoa bông mai vàng 24 cánh này. Trái này chất nhiều hơn 24 cánh. Đây là giống mới mấy bạn. Mà không phải mai của nhà tôi nha, mai là mai bên gia đình vợ. Gia đình vợ có một cái vườn mai này. Vườn mai là chuyên chăm sóc mai cho khách hàng á, vừa chăm sóc và vừa bán. Đây là cái vườn mai này, nó nằm ở bên xã Linh Đông, huyện Thủ Đức. Cái khu vực này họ sống bằng nghề mai mấy chục năm nay rồi. Năm nay có cái giống mai mới là giống mai vàng 24 hay 36 cánh này, trồng trồng lớp đẹp không. Thật ra cái mai vàng này nó có từ lâu rồi các bạn. Lúc trước họ cũng nhà dân nhân giống, họ cũng lai tạo cái giống mai, nhưng mà cái cánh nó hơi nhỏ đó, cũng không đạt yêu cầu. Rồi bây giờ họ mới lai tạo được cái cánh nó to lên nè, cái cánh nó bắt đầu nó lớn lên, lớn nó đẹp như thế này đây. Thì năm sau là hy vọng năm sau là nhà vườn này sẽ họ sẽ nhân giống hàng loạt, mấy chú em tôi nhân giống hàng loạt cho ghép vô mấy cây mai khác á, để tạo một giống mới, tạo một cái dòng mai mới. Đây bạn thấy đẹp không? Cái mai này rất đẹp ha, mai này nó nở bền lắm. Nếu mà mai này nó có thể có khả năng khoảng chừng 3 năm nữa là vườn mai nó có mai giống mai để bán. Cái mai này quá trời độ à. Không phải là nó sớm đâu, tại vì nhà vườn họ cố tình họ cho nó nở như thế này nè, để khách vô họ tham quan á, họ nhìn họ biết, để năm sau họ đặt mình làm cái giống mai này nè. Nụ rất nhiều nè, còn nhiều nụ nè, nụ nó còn dài nè. Cây này nó nở đắt đẹp, cây này rất là đẹp. Hôm nay là năm nhuận 13 tháng, nhà vườn cũng cực khổ với mấy cây mai này. Thấy vườn mai hả? Đây mấy cái vườn mai này trọng á, vườn mai này khách, vườn mai khách họ gửi mình, nhưng mà nó còn mau nở quá, thành ra người ta từ từ ấy lại. Đây vườn mai này phía trước còn phía sau nhiều lắm, để từ từ để mình rảnh xong, mình rảnh việc xong mình ra phía sau mình làm cái clip này mình quay cho các bạn xem nhé. Giờ trước mắt lại giới thiệu cái mai thôi. Đẹp mai quá trời cánh luôn, bạn thấy không? Người ta nói 24 cánh chứ mình nghĩ chắc hơi nhiều hơn đó nhỉ. Quá trời cánh nó chồng chồng nó sắp sắp lên nhau đây nè, bạn thấy không? Nhiều cánh nó sắp sắp lên nhau nè, quá trời luôn. Đây là mấy giống nhà vườn này chỉ có vài cây họ làm giống xong rồi sang năm họ lấy cái bo đó mấy bạn, họ lấy mấy cái bo nắp đây nè, họ ghép nè, lấy mấy cái bo nè, bo theo nách lá nè, họ mới ghép vô trong vô mấy cây mai kia, họ đã tạo dòng mai mới để mà hằng từ sản phẩm mới tung ra thị trường liên tục hút khách, chứ nhiều lúc sản phẩm cũ quá khách họ nhàm chán. Ra thôi, nay mình bận quá thôi, mình làm cái video ngắn rồi ha, để mình quay cái mai này, quay về cái mai mình chia sẻ với các bạn. Bye bye với bạn nha, thôi hẹn dịp khác nha mấy bạn. Nước mà có thụ này đẹp nè, mà có thụ này lâu năm lắm rồi, này nó cái đẹp, cây này đẹp, cây này nở đúng, cây này nè. hôm nay là 17 như thế này, cây này trúng à, cây trúng. Đây này đẹp, đây này cây này nữa đó bạn, thấy không? Đẹp không? Quá đẹp ha, cây này đẹp. Đẹp. Đây đa số là những cây bonsai cổ thụ, còn mấy cái cây này nó muốn nở sớm thì ra mình cứ nán lại, nhà vườn nán lại. Đây, thấy không? Lên đây nè, vàng mai này nở nhiều, cây toàn vàng mai cổ thụ không, mai là hàng mai là khách người ta gửi. Đây, khách gửi đây nở rồi này, nó nở nhưng mà nó nở nhiều đợt lắm. Giờ mình hái đợt này tới mình chơi đợt nữa, giờ nó nở sớm mà. Mỗi năm thì nó nở, dù nó nở tới rằm tháng giêng thì năm nay mình ăn nở đợt trước này, đợt sau thì nó mình ăn tết ngắn lại ít lại, nó như nở trước này, nở trước cái cây không, thấy không? Đây toàn là cây gốc của mai thổ thụ không nè, quá trời không, mênh mông ha, mênh mông. Cây đẹp, đẹp, cây nào cũng đẹp, mà năm nay do thời tiết hôm nay thất thường quá, nở sớm. Đây. À, cây này thì nở hết rồi, cây này rất là đẹp nhưng mà nở hết rồi. Giờ mình tỉa như vậy để sang năm nó lên chơi lại. Thấy không? Vườn mai bạc ngàn ha.
Cái bông 24 này là nhìn không biết chán, đẹp ha. Qua đây nè, cây này cây 12 nè, nè cái này 12 cánh, 24 cánh, 24 cánh là cây này, 24 cánh. Chừng 3 năm sau nữa nhà vườn Thủ Đức họ sẽ tung ra cái giống mây mới là giống 24 cánh này, thì rất đẹp ha, thấy không, đẹp, rất đẹp. Đây, mai 24 cánh này, 24 cánh đẹp, nở từ chùm từ chùm, quá đẹp luôn, chùm quá đẹp, nhìn đẹp giống như ông khúc, đẹp. Quá trời. Đây, thấy không? Vườn mai bạc ngàn đấy bạn, quá trời không? Chuẩn bị vào mùa hay lá đây. Mấy cây này nở sớm, cây này nở trước rồi. Cây này nở trước thì cũng không sao. Cây nở trước vậy thì mình xả, mình bỏ. Rồi sang năm thì cây nó sẽ lớn lên mình bán được giá hơn. Sang năm cũng có thể là họ sẽ nhà vườn là bắt đầu nó nhân cái giống này, giống 24 cánh. 24 cánh đẹp, đây giống quá đẹp luôn. Cái nụ quá to. Nụ quá to ha. So với cây ngày xưa này. Ngày xưa 12 cánh, 12 cánh bạn thấy không? Nó khác nhau, đâu giống đâu ha. Nó cái này nó dày hơn, cái bông nó dày. Nó nhiều cánh hơn, nó chồng cánh nó xếp lên, bông nó mai quá đẹp luôn. Quá đẹp. Đây, nhà vườn cà mai như thế. Đây mấy cây mai này cũng nhỏ thôi, giờ đang vào mùa hái, lá. Hái lá. Các bạn thấy mấy cái cây này nè. Cái cây như thế này không phải nó chết nữa các bạn. Cái cây như thế này là do nó dụ như nó nở trước nè, xong mình xả. Mình xả, mình bỏ đi, bắt đầu sang năm nó lên nó khác lại, lên đẹp hơn. Đó, này quá trời luôn. Làm mấy ngày nữa mới hết. Thấy chưa? Quá trời. Mình mầm thì ngán làm này mấy ngày chưa hết, cảm ơn khua vậy cho mình. Hôm nay bạc ngàn.